Xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình, lại là mình đây. Thì hôm nay mình lên cho anh em cái video để hướng dẫn anh em đúc cái đồng Milico rồi bán cái đồng đó về tiền Việt Nam đồng để anh em rút về tài khoản ngân hàng được nhé. Ok, thì trước khi vào đến nội dung chính của video ngày hôm nay, anh em đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game Play to Earn mới nhất trên kênh của mình nhé. Ok, thì trước tiên cho anh em nào chưa biết Crypto Conflict là tựa game như thế nào thì đây là một tựa game hoàn toàn free, free to play anh em nhé, và anh em có thể kiếm được tiền ở trong cái tựa game này. Và mình cũng đã có video hướng dẫn anh em chơi cái tựa game này rồi. Anh em có thể vào kênh của mình tìm lại cái video hướng dẫn chơi để anh em xem, để anh em biết cách chơi, hoặc là mình cũng sẽ để cái link video hướng dẫn chơi ở dưới phần mô tả để cho anh em tiện anh em xem nhé. Thì để không làm mất thời gian của anh em thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chính luôn, là hướng dẫn anh em đúc cái đồng Milico và bán cái đồng đó về Việt Nam đồng để anh em rút tiền về tài khoản ngân hàng của anh em. Thì nếu anh em lướt xuống dưới này một chút thì ở đây nó sẽ có cái biểu đồ nhá, mô tả lại cái quy trình rút tiền. Thì ở đây anh em sẽ đi đào Titanium, anh em đổi sang Milico, và từ Milico anh em đổi sang Wenmix Credit. Từ Wenmix Credit anh em đổi sang Wenmix, và từ cái đồng Wenmix này anh em sẽ đổi sang USDT và anh em bán cái đồng USDT về Việt Nam đồng. Và cụ thể như thế nào thì anh em phải xem hết video này của mình thì anh em mới hiểu được. Mình nhắc lại nhá, nhấn mạnh một chút là anh em phải xem hết video này của mình thì anh em mới hiểu là bán nó như thế nào, bởi vì cái cách bán này nó hơi lằng nhằng anh em ạ, nên là anh em phải xem hết nhá, không được tua đâu nhá. Ok, thì trước tiên là cái khâu chuẩn bị, anh em cần chuẩn bị những cái gì để có thể bán được cái đồng Milico. Thì đầu tiên anh em tải cho mình cái app có tên là Wenmix Wallet. Đây, mình cũng sẽ để link cái ứng dụng này ở dưới phần mô tả để cho anh em tải về nhé. Thứ hai là anh em tải giúp mình cái app có tên là Gate.io, mình cũng sẽ để link ở dưới phần mô tả để cho anh em tiện anh em tải về đó, cái app như thế này em nhé. Và sau khi anh em tải về hai cái app này rồi thì anh em bắt đầu đăng ký tài khoản. Đầu tiên là cái app Wenmix Wallet này. Sau khi anh em vào app, nó sẽ cho anh em đăng ký bằng những tài khoản như sau, đó là Google, ID Apple và Facebook. WeChat thì nó không phổ biến ở Việt Nam nên anh em cứ đăng ký bằng cái ba tài khoản ở trên nhé. Ok, bây giờ mình tiến hành tạo tài khoản cho anh em xem nhé. Nó hỏi anh em đã đủ 19 tuổi chưa? Anh em đồng ý này, đồng ý này. Ok, đồng ý này, anh em cứ đồng ý hết những cái gì của nó đi. Next này, ở đây nó sẽ cho anh em tạo cái ID của cái ví, anh em tạo là gì cũng được, miễn là anh em nhớ nhá, miễn là anh em nhớ, miễn là anh em nhớ là được. Ok, ID tồn tại thì mình tạo một cái khác đi. Rồi sau đó anh em đặt password cho cái giao dịch của anh em lưu ý này, tất cả những gì anh em đặt anh em phải nhớ để tí nữa anh em còn điền nhá. Rồi ok, sau khi anh em vào đến đây rồi là anh em đã thành công ở cái bước đăng ký cái tài khoản Wenmix Wallet. Sau khi anh em đăng ký cái tài khoản Wenmix Wallet xong thì anh em bắt đầu trở ra và đăng ký cái tài khoản Gate.io. Anh em vào cái tài khoản, anh em vào app này. Anh em bấm vào cái mục trên cùng bên trái màn hình nhé. Ở đây nó sẽ có cái nút đăng ký này. Đó, thì vì là cái app này nó không cho mình quay màn hình nên là màn hình của anh em nó sẽ bị đen như thế này. Nhưng em đừng lo nhé, đăng ký này cũng rất đơn giản thôi. Anh em bấm vào cái nút đăng ký là nó sẽ hướng dẫn anh em đăng ký nhé. Hoặc là mình cũng sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả để cho anh em tiện, anh em bấm vào anh em đăng ký luôn. Ok. Và sau khi anh em đăng ký tài khoản xong thì anh em còn một cái bước nữa gọi là bước xác minh danh tính. Và xác minh như thế nào, anh em bấm cho mình vào cái mục này nhé, trên cùng bên trái màn hình nhé. Rồi ok, ở đây nó có cái mục gọi là trung tâm bảo mật. Đây, trung tâm bảo mật nhá. Đó, ở đây anh em sẽ cần phải xác thực tên thật. Anh em phải xác thực tên thật nhé. Anh em cứ làm theo hướng dẫn của nó thôi, không có gì cả đâu anh em ạ. Anh em chỉ cần xác thực tên thật này, xác thực số điện thoại này là ok. Còn những cái khác anh em không cần quan tâm đến. Sau khi nó đã có email thông báo là anh em đã xác thực thành công. Đây nhá, sau khi anh em nhận được cái email xác thực như thế này thì anh em đã xác thực tài khoản thành công. Và anh em bắt đầu làm theo những bước sau đây của mình nhé. Bước thứ nhất, anh em vào lại game. Thì sau khi anh em vào đến đây rồi thì điều kiện để anh em có thể đúc được cái đồng Milico là gì? Là cái cửa hàng thương mại của anh em, đây là cái mục này này, phải lên level 18 thì anh em mới đúc được cái đồng Milico. Đây mình sẽ mở cái chi tiết cho anh em xem nhé. Thì hiện tại anh em chơi càng lâu, cái level của cái nhà này càng cao ấy, thì anh em sẽ đúc được càng nhiều Milico. Hiện tại ở level 18 thì mình chỉ đúc được 2 Milico trên một ngày. Đó, em thấy không? Ok. Và đúc như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Điều kiện để đúc là gì? Anh em phải lên level 18 cái nhà này nhá. Và thứ hai đó là anh em phải có cái Titanium.
Hiện tại ở trong này mình có 200.000 titanium. Ok. Bây giờ mình thoát ra này. Anh em bấm vào cái này nhá. Anh em bấm vào cơ sở Milico này. Ok, ở đây nó sẽ có cái mục gọi là kết nối ví OneMix ID. Anh em bấm vào nhé. Anh em bấm vào liên kết. Nó sẽ chuyển đến anh em một cái app OneMix Wallet nhé. Và em chỉ cần bấm xác nhận nó thôi. Đó, anh em bấm vào xác nhận này. Ok. Em trở lại cái app này. Đó, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công cái ví và cái tựa game này rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành tạo Milico thì tạo như thế nào? Ở đây tỷ lệ trao đổi đó là 1 trên với 10.000, 10.000 nhá. Tức nghĩa là 1 Milico này bằng 10.000 Titanium. Đó, anh em tạm hiểu như vậy. Và để tạo được Milico ấy, anh em bấm vào chữ tạo nhé. Tạo này. Ok, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Anh em kéo này. Mình sẽ tạo 2 Milico nhé. Và tốn độ khoảng 25.000 cái Titanium. Bao gồm cả cái phí nhé. Ok, tạo này. Anh em xác nhận này. Anh em gõ cái password mà anh em đã đặt cho cái ví này vào đây nhé. Ok, thì sau khi anh em mật khẩu xong thì anh em sẽ phải trở lại game này. Đó, anh em sẽ có cái này nhé. Kết quả của việc tạo Milico đó, anh em thể nhìn thấy nhé. Yêu cầu đang được xử lý này. Và như vậy, để kiểm tra được là anh em đã tạo thành công cái Milico chưa thì anh em vào lại cái ví của mình. Ok, thì như vậy là mình đã tạo thành công 2 Milico anh em nhé. Ở đây anh em nhìn thấy không? Thì một cái lưu ý cho anh em đó là gì? Đó là cái level nhà của anh em càng cao thì anh em sẽ tạo được càng nhiều Milico. Đó, em cứ tạm hiểu như vậy. Và kiếm Titanium thì kiếm như thế nào? Mình nhắc lại một chút nhé. Ở đây anh em bấm vào cái quả cầu này. Thứ nhất là em có thể làm nhiệm vụ để kiếm Titanium bằng cách là gì? Bấm vào đây. Ở đây nó sẽ có những nhiệm vụ, anh em chỉ cần bấm di chuyển là sẽ tự động hướng dẫn anh em làm. Ở đây nó có một cái mục nhiệm vụ hàng ngày nữa, anh em bấm vào này. Anh em bấm di chuyển là nó sẽ tự hướng dẫn anh em làm. Và sau khi anh em được cái điểm đổi thưởng này thì anh em bấm vào cái điểm cửa hàng nhé, cửa hàng đổi điểm này. Anh em đổi sang Titanium, đó là cách thứ hai để kiếm Titanium. Cách thứ ba đó là anh em đi tìm những cái đảo Titanium, anh em đào bằng cách như thế nào? Anh em bấm vào xem thêm này. Ở đây nó sẽ có cái ô tìm kiếm này, bấm vào nhé. Nếu anh em muốn tìm Titanium, anh em bấm vào cái đảo Titanium này, rồi anh em bấm tìm kiếm là nó sẽ ra những cái đảo Titanium ở cạnh cho anh em. Đó, anh em có thể tìm kiếm từ cái tàu sân bay này, anh có thể tìm kiếm từ vị trí hiện tại này, anh có thể tìm kiếm từ cái từ căn cứ này. Ok. Thế bây giờ chúng ta cùng quay lại cái mục gọi là bán cái Milico sang USD rồi anh em rút tiền về Việt Nam đồng nhé. Thì đầu tiên để bán cái đồng Milico này ra USDT thì anh em có nhìn thấy cái biểu tượng Milico ở đây không? Mình đã tạo thành công 2 rồi đúng không? Anh em bấm vào giúp mình này. Ở đây nó có chữ Dex, anh em bấm vào nhé. Anh em bấm vào cái mục gọi là mục Sell. Đây, bấm mục này nhé. Mục bán này. Anh em bấm, nếu anh em muốn bán hết thì anh em bấm Max này. Còn nếu anh em bấm muốn bán số lượng bao nhiêu ấy thì em bấm vào đó, mình sẽ bán hết luôn. Rồi sau đó anh em bấm Sell này. Sell này. Anh em nhập cái password của anh em vào đây nhé. Đó, nó hiện ra như thế này là anh em đã đặt lệnh thành công. Và sau khi anh em đặt lệnh thành công ấy thì nó sẽ hiện cái số lệnh ở đây và đợi người mua thôi anh em nhé. Đợi khớp lệnh thôi anh em ạ, đợi khớp lệnh. Và sau khi khớp lệnh ấy thì nó sẽ về cái đồng nào? Nó sẽ về cái đồng gọi là OneMix Credit. Và đợi một chút nữa nó khớp lệnh thì mình sẽ chỉ cho anh em cách để quy đổi OneMix Credit sang cái đồng OneMix nhé. Ok, thì sau khi anh em bán thành công, anh em bấm vào cái chữ Collect này cho mình nhé. Tiếp theo anh em nhập lại mật khẩu của anh em này. Rồi anh em thoát lại, anh em vào lại cái chỗ ví này nhá. Anh em kiểm tra này, như vậy là mình đã bán thành công 2 Milico ra 0.2 OneMix Credit. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái đồng OneMix nhé. Để chuyển sang được cái đồng OneMix, anh em bấm vào đâu ạ? Anh em bấm vào mình vào cái mục này nhé. Em bấm Max này. Bấm vào Next này. Ok, anh em bấm Next này. Anh em lại nhập lại password của anh em vào này. Nó hiện ra cái này là anh em đã chuyển thành công này. Ok, như vậy là chúng ta đã chuyển thành công ra cái đồng OneMix. Đó, thì ở đây nó đã hiện cái đồng OneMix ở đây rồi nhá. Bây giờ để chuyển cái đồng này đi bán thì anh em chuyển như thế nào?
Cái đồng này 0.2 hiện tại là trị giá độ khoảng 0 chấm à đâu, trị giá độ khoảng 1 đô em nhé. Đó, 0.2 mà đã đổi được 1 đô rồi anh em ạ. Bây giờ anh em chuyển đi đâu? Anh em chuyển sang cái sàn gate nhé anh em nhé. Và chuyển như thế nào thì anh em phải lưu ý chỗ này bởi vì nó rất là quan trọng anh em ạ. Ok, thì đến bước mà chuyển bán ra cái đồng USD thì mình có hai lựa chọn cho anh em. Một là anh em chuyển thẳng cái đồng Westbink này cho mình, liên hệ với trang fanpage của mình sẽ để link trang fanpage ở dưới phần mô tả. Anh em liên hệ trực tiếp với mình sẽ mua thẳng cái đồng Westbink cho anh em và mình sẽ chuyển thẳng cái tiền Việt Nam đồng về ngân hàng của anh em. Cái thứ hai, cách thứ hai đó là gì? Đó là anh em chuyển sang cái sàn gate để anh em bán. Và anh em chuyển như thế nào? Anh em vào gate này. Ok, thì từ cái màn hình chính anh em bấm vào cái phần ví tiền nhé. Ở đây anh em bấm vào chữ nạp này. Chữ nạp này nhá. Anh em tìm cho mình cái đồng Westbink WE. Ok, đây nó sẽ hiện ra Westbink nhé, anh em bấm vào này. Rồi ok, anh em sao chép cái địa chỉ ví ở đây vào nhé. Sao chép này. Rồi đó, rồi sau đó anh em trở lại cái ví Westbink Wallet. Anh em bấm vào cái chữ Westbink nhé. Anh em bấm vào chữ Send Token này. Rồi ok, anh em bấm vào Paste. Nó sẽ dán cái địa chỉ ví ở đây đó, anh em bấm vào Next này. Anh em bấm vào Mask này, nếu anh em chuyển Mask, anh em bấm Next này. Ok, anh em bấm vào cái nút này này. Rồi sau đó anh em lại nhập mật khẩu của anh em vào. Nó hiện lên cái thông báo như thế này là chúng ta đã chuyển thành công. Thì để kiểm tra là tiền của anh em đã sang đến cái gate chưa thì em trở lại gate này. Anh em tải lại cái trang này nhé. Anh em lưu ý là sẽ phải chờ khoảng 1 2 phút hoặc là 5 phút gì đó để tiền sang đến cái gate anh em nhé. Như vậy là cái OneMix của mình đã sang đến cái gate rồi. Thì bây giờ anh em đổi nó sang USDT như thế nào? Thì ở đây anh em đã nhìn thấy không? Mình đã chuyển 0.230461 sang cái sàn gate. Bây giờ chúng ta tiến hành đổi nó sang USDT nhé. Thì sau khi OneMix nó sang đến cái sàn gate rồi thì anh em bắt đầu bán nó ra USD. Thì để bán nó ra USDT anh em làm như thế nào? Anh em bấm vào cái chữ coin này nhé. Rồi sau đó nó sẽ có một cái bảng như thế này. Anh em nếu mà nó không hiện lên chữ OneMix trên USDT thì anh em bấm vào cái mục này nhé. Sau khi bấm xong nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Anh em bấm vào tìm kiếm này. Anh em gõ cho mình cái đồng Westbink. Westbink trên USDT nhé. Bấm vào này. Ok. Thì sau đó tiếp theo anh em bấm vào cái mục bán ra nhé. Và ở đây anh em sẽ thấy một cái bảng lệnh như thế này. Thì đỏ là bán và xanh là mua. Anh em cứ nhìn giá mua. Ví dụ cái thằng này nó mua với giá là 4.3 đô đấy. Thì anh em bán cho cái thằng này. Anh em đặt giá này. Anh em bán tất cả nhé. Thì tổng nhận được sau khi anh bán được nó sẽ hiện đây. Là sau khi anh em bán được anh em sẽ nhận được 1 đô. Đó, anh em bán ra này. Anh em xác nhận này. Anh em nhập lại cái mật khẩu thanh toán của anh em lúc đầu anh em đăng ký cái sàn gate nhé. Đó, nó hiện lên chữ Sucker là chúng ta đã bán thành công cái Westbink sang USDT. Và bây giờ anh em có nhìn thấy ở đây không? Mình đã có 0.99 USDT. Vừa nãy mình bán ra 1 đô đúng không? Nhưng mà nó có phí nữa nên là mình chỉ nhận được 0.9 thôi. Ok. Và để kiểm tra được thì chúng ta kiểm tra ở đâu ạ? Anh em bấm vào cái tài khoản thường nhé. Bấm vào đây này. Ở đây nó sẽ hiện số dư USDT của anh em. Và bây giờ chúng ta chỉ việc là bán cái đồng USDT này ra Việt Nam đồng. Và bán như thế nào? Thì anh em bấm vào cái mục gọi là coin nhé. Ở đây nó sẽ có cái mục gọi là C2C. Anh em bấm vào này. Ở đây nếu anh em mua thì anh em bấm vào mục mua. Và ở trong trường hợp này anh em bán thì anh em bấm vào bán ra này. Đó. Thì một là anh em đặt lệnh. Ở đây anh em đặt với giá nào thì anh em bán với giá đó. Ví dụ mình bán tất cả nhé. Thì sau khi mà cái lệnh này được treo ấy, sau khi mà có người mua ấy thì họ sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho anh em. Hoặc là anh em có thể bán luôn ở dưới này, bán ngay lập tức. Hoặc là một lựa chọn nữa anh em có thể chuyển đồng USDT cho mình và mình sẽ mua lại USDT cho anh em. Ở đây hạn mức mua, anh em để ý cái hạn mức mua nhé. Ở dưới này có người mua 20 đến 50 BUSD, tức nghĩa là anh em phải bán từ 20 đến 50 BUSD thì họ mới mua. Đó, anh em cứ tìm cái ai mà mua từ 1 USD thì anh em bán cho họ. Tất nhiên là trong những trường hợp này không có ai mua 1 USD cả. Ví dụ cái bạn này là mua 20 đến 50 BUSD với giá là 23.671 trên 1 USD. Đó thì anh em nào anh em muốn bán cho ai thì anh em sẽ bấm vào cái mục bán này. Anh em sẽ nhập cái số lượng muốn bán này, bán toàn bộ này thì anh em sẽ nhận được 23.431.
và anh em sẽ bán ra, và sau đó người đó sẽ chuyển khoản ngân hàng cho anh em. Ok, đó, đơn giản là như vậy thôi. Ok, thì video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là một tựa game theo thể loại sinh tồn, free to earn luôn anh em nhé. Và anh em đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh để theo dõi những tựa game play to earn mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào.